Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm thêm một món bánh làm đồ chơi cho các bé, đó là bánh donut. Thì chiếc bánh này mình sử dụng hai màu len, một là để làm phần bánh bên dưới và một là để làm phần kem phủ bên trên. Ngoài ra thì mình có thêu trang trí một ít màu trắng ở trên như thế này. Chúng ta có thể thêu màu đen hoặc là màu trắng đều được. Ở đây thì mình dùng len là mil cotton. Và kim móc thì mình dùng kim 3mm. Đường kính của chiếc bánh này sau khi móc xong thì khoảng là 11cm. Nếu như các bạn sử dụng len và kim nhỏ hơn thì nó sẽ ra kích thước nhỏ hơn. Nếu dùng len và kim to hơn thì sẽ ra kích thước to hơn. Ở đây mình dùng kim 3mm, len mil cotton thì ra kích thước như thế này. Màu sắc thì các bạn cũng có thể chọn bất kỳ màu nào các bạn thích, phối màu tùy theo ý thích thôi, chứ không nhất thiết là phải làm màu giống như của mình ha. Chúng ta sẽ móc từ trong này móc ra. Khởi tạo mũi đầu tiên ở trên kim. Mình sẽ móc 18 mũi bính. Sau khi móc xong 18 mũi bính, mình sẽ nối lại với mũi đầu tiên. Các bạn lưu ý là đừng có để cho cái dây này nó bị xoắn nha. Mình nối lại với mũi đầu tiên. Bằng một mũi trượt. Bây giờ mình sẽ móc mũi đơn vào trong những mũi bính này. Mình móc 18 mũi đơn. Đầu tiên mình lên một mũi bính. Sau đó mình sẽ móc mũi đơn. Mũi đầu tiên này mình sẽ dùng kim gài, mình gài lại để đánh dấu. Tiếp tục lần lượt móc mũi đơn vào trong những mũi bính này. Móc xong 18 mũi đơn, chúng ta không có nối vòng mà sẽ bắt đầu móc tiếp sang vòng thứ hai. Đây là mũi mình đã đánh dấu, mũi đầu tiên của vòng thứ nhất. Bây giờ mình sẽ móc mũi đầu tiên của vòng thứ hai vào đây luôn. Gài mũi này lại để đánh dấu vòng. Vòng thứ hai mình cũng móc 18 mũi đơn, không tăng mũi nha các bạn. Mình móc 2 vòng, mỗi vòng là 18 mũi. Vòng thứ 2 cũng móc xong 18 mũi đơn, chúng ta móc vòng thứ 3. Vòng thứ 3 các bạn sẽ bắt đầu tăng mũi. Móc 2 mũi đơn và 1 mũi tăng. Lặp lại 6 lần. Mũi đầu tiên là luôn luôn đánh dấu lại nè. 1 mũi đơn. Thêm 1 mũi đơn và mũi chân mũi tiếp theo là 2 mũi đơn. Mũi thứ 3 chúng ta sẽ tăng mũi. Đó là móc 2 mũi đơn vào cùng một chân. Tiếp tục móc 2 mũi đơn. Một mũi tăng là 2 mũi vào cùng một chân. Các bạn sẽ lặp lại như vậy nha. 2 mũi đơn và 1 mũi tăng. Tổng cộng là chúng ta sẽ
tăng lên 6 mũi. Như vậy là hết hàng này, chúng ta có 24 mũi. Vòng thứ tư, tiếp tục tăng mũi, chúng ta sẽ móc 3 mũi đơn và 1 mũi tăng. Mũi thứ tư thì mình sẽ tăng mũi. Lặp lại như vậy cho tới hết. Như vậy hết vòng này, chúng ta sẽ có tổng cộng là 30 mũi. Vòng tiếp theo mình cũng sẽ tăng mũi, nhưng mà thay vì mình móc là 4 mũi đơn 1 mũi tăng thì mình sẽ chia ra để cho cái vị trí tăng mũi nó không cùng một vị trí, thì nó cái sản phẩm của mình nó sẽ tròn đẹp hơn. Mình phân bố những cái vị trí tăng mũi cho nó đều ra, thì vòng này mình sẽ móc là 2 mũi đơn 1 mũi tăng và 2 mũi đơn. Như vậy là chúng ta đã tăng mũi ở giữa 4 mũi. Thay vì móc 4 mũi đơn 1 tăng thì giờ mình chia cái 4 mũi đơn nó ra thành 2 phần, mỗi bên là 2 mũi. Các bạn sẽ móc và tăng mũi ở giữa và tiếp tục 2 mũi đơn. Lặp lại như vậy, 2 mũi đơn 1 mũi tăng và 2 mũi đơn. Lại tiếp tục 2 mũi đơn, 1 mũi tăng và 2 mũi đơn. Các bạn lặp lại như vậy cho tới hết thì chúng ta sẽ có là 36 mũi. Vòng tiếp theo, mình sẽ tăng mũi 5 mũi đơn và 1 mũi tăng, lặp lại 6 lần. Cứ hàng chẵn thì chúng ta sẽ chia đôi ra và chúng ta tăng mũi ở giữa. Còn hàng lẻ thì chúng ta sẽ móc, đây là hàng lẻ nè, là 2 mũi, là 5 mũi đơn và 1 mũi tăng nè. Còn hàng chẵn là 4 và 6 là 8 mũi đơn, 1 mũi tăng đó các bạn. Khi mà mình chia ra, mình phân bổ như vậy á, thì cái sản phẩm của mình nó tăng mũi sẽ tròn đẹp hơn. Còn nếu như chúng ta tăng tịnh tiến, cứ tăng cùng một vị trí á, thì cái chỗ mà chúng ta tăng mũi nó sẽ nhọn thành một cái góc. Khi mà mình móc thú bông hoặc là mình móc mũ, mình cũng sẽ tăng mũi phân bổ đều ra như vậy thì cho nó sản phẩm nó sẽ đẹp hơn. Xong vòng này thì chúng ta có 42 mũi. Tiếp tục tăng mũi lên 48 mũi thì vòng này mình sẽ chia ra, thay vì 6 mũi đơn 1 mũi tăng thì mình sẽ chia ra mỗi bên 3 mũi và tăng mũi ở giữa nè. Mình sẽ móc 3 mũi đơn 1 mũi tăng và 3 mũi đơn. Tiếp tục sẽ móc 3 mũi đơn 1 mũi tăng và 3 mũi đơn.
Các bạn lặp lại như vậy cho tới hết. Vòng tiếp theo mình lại tăng mũi 7 mũi đơn và 1 mũi tăng. Lặp lại như vậy cho tới hết. Và hết hàng này thì chúng ta có tổng cộng là 54 mũi. Sau khi mình tăng mũi lên được 54 mũi rồi thì sẽ không tăng mũi nữa và mình sẽ móc thẳng lên luôn. Mình móc lên 3 hàng mũi đơn. Không tăng mũi. Sau khi móc xong 3 hàng mũi đơn không tăng mũi thì mình sẽ kết thúc cái phần móc màu bên dưới này. Đây là mũi cuối cùng của hàng cuối cùng nè. Mình sẽ không móc mũi trượt vào đây mà mình sẽ cắt sợi. Đang là mũi cuối cùng nè. Mình cắt sợi và mình sẽ rút luôn cái sợi này lên. Bây giờ mình sẽ giấu sợi. Các bạn sẽ bỏ qua một mũi. Đây là mũi cuối cùng ha. Mũi đầu tiên mình sẽ bỏ qua và mình sẽ xỏ kim vào mũi thứ hai từ phía trước ra sau và qua hai sợi như thế này. Sau đó chúng ta sẽ đâm kim ngược lại vào mũi cuối cùng, vào chính giữa mũi cuối cùng nè. Ra phía sau nha các bạn. Và chúng ta sẽ kéo rút lại. Đây các bạn thấy là ở bề mặt bên trên này nó giống như là một mũi chúng ta móc. Và sản phẩm của chúng ta nó sẽ đẹp hơn. Và số mũi này nhìn nó sẽ giống nhau. Và tiếp tục thì mình sẽ giấu cái sợi thừa này vào bên trong. Tiếp theo mình sẽ móc phần màu ở bên trên. Chúng ta sẽ lật ngược cái phần này cho bề trái ra ngoài. Mình sẽ móc tiếp tục vào trong 18 mũi đầu tiên này. Khởi tạo một mũi ở trên kim. Và mình sẽ bắt đầu móc. Các bạn sẽ đâm kim vào mũi đầu tiên của 18 mũi. Nhưng mà mình sẽ móc ở phía ngoài này, chứ không phải là phía trong hướng vào chúng ta nha. Mình sẽ móc ở phía ngoài này. Các bạn sẽ nối đâm kim vào và móc lên thành một mũi đơn. Đây là mũi đầu tiên, mình cũng đánh dấu lại. Và
lần lượt móc mũi đơn vào trong 18 mũi đầu tiên này. Xong 18 mũi thì chúng ta sẽ móc thêm một vòng 18 mũi nữa. Mũi đầu tiên chúng ta cũng đánh dấu lại. Tương tự giống như là phần lúc nãy mình móc á. Hai vòng đầu tiên thì chúng ta không tăng mũi mà chúng ta sẽ móc 18 mũi. Móc xong hai hàng 18 mũi thì chúng ta sẽ bắt đầu tăng mũi, cũng giống như là cái phần phần bánh bên này. Các bạn sẽ tăng từ 18 lên 24 mũi, rồi lên 30, 36, 42, 48 và 54 mũi. Mình móc tăng giống như là phần này luôn nha các bạn. Tức là các bạn sẽ móc hai mũi đơn, một mũi tăng. Rồi vòng tiếp theo sẽ là 3 mũi đơn, 1 mũi tăng. Rồi vòng tiếp theo thay vì 4 mũi đơn, 1 mũi tăng thì các bạn sẽ chia ra làm 2 đơn, 1 tăng và 2 đơn. Các bạn móc giống y như phần bên kia luôn. Cho tới khi mà được 7 mũi đơn, 1 mũi tăng là chúng ta sẽ có là 54 mũi thì sẽ không tăng mũi nữa. Sau khi tăng lên 54 mũi thì mình sẽ móc thêm một hàng không tăng mũi. Phần ở bên dưới này mình móc 3 hàng không tăng mũi thì ở bên trên này mình chỉ móc một hàng thôi, đó là 54 mũi. Và tiếp theo thì mình sẽ móc ráp hai cái phần này lại với nhau. Mình sẽ móc mũi đơn. Mình đâm kim qua một mũi ở bên trên và một mũi ở bên dưới. Nhưng mà mũi ở bên dưới này mình chỉ lấy sợi ở bên ngoài thôi. Mình lấy một sợi thôi. Mình móc lên thành một mũi đơn. Các bạn sẽ móc lần lượt như vậy. Cứ một mũi bên trên và một sợi của mũi ở bên dưới. Móc lên thành mũi đơn. Và sau khi mà mình móc ráp được một đoạn thì mình sẽ bắt đầu nhồi gòn vào bên trong. Mình sẽ nhồi gòn vào bên trong này. Các bạn thấy là khi mình nhồi gòn vào thì
cái bánh nó bắt đầu thành hình nè, nó sẽ phình to lên nè. Và tiếp tục mình cứ vừa móc rép vừa nhồi gòn, cứ móc được một đoạn thì mình sẽ nhồi thêm gòn vào. Sau khi đã nhồi gòn xong và móc ráp xong hết toàn bộ thì mình sẽ bắt đầu móc thêm một hàng viền bên ngoài. Hàng viền này thì mình sẽ dùng mũi kép. Các bạn sẽ bỏ qua hai mũi và sẽ móc vào mũi thứ ba. Chúng ta sẽ móc vào cùng một chân mũi này 5 mũi kép. Bỏ qua hai mũi, móc vào mũi thứ ba một mũi đơn, tiếp tục bỏ qua hai mũi, móc vào mũi thứ ba này 5 mũi kép. Bỏ qua hai mũi một mũi đơn, bỏ qua hai mũi 5 mũi kép, móc lần lượt như vậy cho tới hết. Mũi cuối cùng này thì mình sẽ kết lại bằng một mũi trượt và kết thúc các sợi. Cái sợi thừa này mình sẽ giấu vào bên trong. Như vậy là mình đã hoàn thành xong phần donut cơ bản, thì chúng ta có thể thêu trang trí lên trên bề mặt hoặc là không thêu cũng được. Các bạn cũng có thể thêu trước khi mà các bạn ráp hai phần với nhau, khi mà cái miếng này nó còn rời thì các bạn thêu luôn cũng được, hoặc là ráp xong thì mình bắt đầu thêu. Các bạn thêu màu nào cũng được nha. Mình sẽ đâm kim vào một mũi bất kỳ để chừa ra một đoạn như thế này. Và thêu thì các bạn cứ thêu tùy thích thôi, ngang dọc gì đó tùy thích thôi, để cho nó giống như những cái hạt trang trí ở bên trên bánh đó. Nhiều ít thì cũng tùy các bạn thôi. Mình đây mình thêu vài đường thôi cho nó nổi lên. Và khi mà mình thêu xong tới cái vị trí cái sợi đầu tiên này rồi nè, thì mình sẽ đâm kim qua cùng cái vị trí của sợi đầu tiên này luôn, là hai sợi nó cùng một vị trí với nhau. Mình sẽ thắt nút lại, buộc hai sợi này lại.
Và mình sẽ giấu cùng một lúc hai cái sợi này. Cái sợi này ra ở đâu thì mình vào lại cùng cái vị trí đó luôn. Và bây giờ thì mình cắt cắt sát luôn. Các bạn cũng có thể thêu nhiều màu. Làm tương tự giống như là phần sợi đầu tiên mình đã thêu. Như vậy là mình đã làm xong chiếc bánh donut. Chúc các bạn thành công!